Chào tất cả các bạn nhỏ nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem cuộc sống của các em thiếu nhi vào ngày Tết mùng 1 tháng 6, Tết thiếu nhi. Đây, đây là các bước chuẩn bị. Cá nướng này, thịt xiên này, thịt lợn nướng này, gà nướng này. Đấy, đầy đủ. Đây, ông bác này đã rất là vất vả để cho các cháu được một bữa tiệc ở bờ suối đây. Đá đi anh em ơi. Đây là cái lều của các cháu, rất là xịn sò. Lều được chế tạo từ máy xúc với bạt dứa. Cái này. Ôi. Xong luôn. Con đừng ném thế nhá. Nào dịch ra đây chơi, không ném xuống suối nhá, nhớ chưa? Cú này. Thích không? Thích ở đây không? Bố mua ở Lào Cai. Ui. Lại ném vào đầu anh thế. Cái này. Tam Mao này. Con có thích không? Có. Thích ở đây hay thích về? Thích ở đây hay thích về? Không, thích ở đây. Được. Đây, anh Khải nào, Ngân Hà nào, Ngân Hà thích ở đây hay thích về? Thích cả hai. Thích về nữa, thích ở đây nữa. Đá đi anh em. Đây là ngày Tết thiếu nhi trên vùng cao chúng tôi. Các cháu rất là thích thú với món gà nướng bên bờ suối. Suối một hôm còn chảy mãi đây. Miễn các cháu được vui vẻ là được rồi.